Điều này sẽ thay đổi một năm đầu của cuộc hôn nhân của bạn mãi mãi. Tôi là Mai Tình Yêu và một chuyên gia về tình yêu về mối quan hệ. Hàng ngày thì tôi nhận được rất là nhiều những lời phàn nàn của những cô vợ, nhất là những người mà đã kết hôn một vài năm. Và họ nói rằng là người chồng của họ thay đổi trở thành một con người khác hẳn so với cả thời điểm trước khi yêu. Thì tôi nhớ có trường hợp một cái cô khách hàng tên là H. Đấy, cô ấy nói rằng bây giờ ấy, cô cảm thấy rất là đau khổ bởi vì cô ấy phải kết hôn với cả một người chồng rất là lười biếng. Thế là chuyên viên tư vấn của chúng tôi mới hỏi là thế cái thời điểm khi mới yêu, hoặc thời điểm khi gần cưới ấy, thì lúc đó anh ấy có lười biếng như này không? Đấy thì cô gái đấy bảo là không hề. Cái thời điểm đó anh ấy rất là đĩnh đạc. Thế và đương nhiên là họ chưa ở cùng nhau cho nên cô ấy không biết là anh ấy có làm việc nhà hay là gì không. Nhưng cô ấy bảo là thời điểm đấy thì anh ấy rất là chỉn chu. Đấy, anh ấy đến tán cô ấy thì anh ấy rất là quan tâm tới cảm xúc của cô ấy và anh ấy rất là mong muốn làm cho cô ấy có được hạnh phúc. Và cô ấy không thể hiểu được tại sao mà chỉ một vài năm trong hôn nhân mà cái người chồng của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi như vậy. Và thế là cô ấy mới đặt ra cho mình một cái thử thách, đó là cô ấy tìm hiểu xem điều gì đã khiến cho anh chồng của mình thay đổi kinh khủng như vậy. Bạn có thể nghe thấy tiếng tiếng bé của tôi đang ở trong nhạc nền, bởi vì là hôm nay thì không có ai trông giúp bé trong lúc mà tôi đang quay clip này, nên chúng ta hãy tập trung vào giọng của tôi. Đấy, và tạm thời tập trung vào giọng của tôi nhé. Đấy, và khi mà cái cô gái đấy nhìn thấy cái cảnh người chồng của mình lười biếng như vậy, đấy thì cô ấy mới kể cho chúng tôi là lúc mà mới cưới, thời điểm trước khi cưới đấy thì anh này rất là chỉn chu, để anh này đi đâu cũng chăm chỉ lau đũa này rồi lấy thìa đũa cho bạn gái. Thế mà bây giờ ấy, thì khi trở thành vợ chồng thì lại không động một ngón tay một ngón chân để làm gì. Đấy, và cô ấy cảm thấy cô ấy lấy chồng để trở thành ô xin cho chồng. Và tôi cũng có những khách hàng đấy, những khách hàng mà họ thực sự đang hạnh phúc và họ cũng sử dụng những cuốn sách của Mai Tình Yêu để họ trở nên hạnh phúc hơn. Và có một cặp tôi rất là nhớ, cô này tên là TR Chờ. Đấy, và cô Chờ này nói rằng là cô ấy sau khi kết hôn đấy thì cô ấy biết là chồng của mình là một người được nuông chiều từ bé bởi vì anh ấy là con một trong gia đình. Đấy thì cô ấy đã làm như nào đấy, khi mà cô ấy kết hôn ấy thì mẹ chồng cũng nói là cô ấy là con trai của mẹ. Đấy, thì từ nhỏ đến giờ không phải động tay vào làm bất kỳ một việc nhà nào cả. Thế cho nên là con hãy cố gắng bao dung, hãy cố gắng hy sinh vì chồng một chút. Đấy thì cô trở nên nghĩ thầm trong bụng là hôn nhân rõ ràng là chuyện của hai người. Thế tại sao một mình phải hy sinh? Thế mình hy sinh này thì mình lấy chồng để làm gì? Nếu mà ở một mình nếu phải tự nhiên không phải hy sinh, nó phải sung sướng hay không? Đấy thì cô này cũng không cãi lại mẹ chồng. Đấy, cô ấy chỉ về nhà. Đấy, và cô ấy nói với cả chồng của mình là bây giờ hai vợ chồng mình mới cưới xong. Đấy thì em biết là anh cũng là gọi là con được cưng trong gia đình, anh không phải làm việc nhà. Bản thân em cũng thế, em cũng là cành vàng lá ngọc trong gia đình. Cho nên là em từ bé em cũng không phải làm việc nhà quá nhiều. Thế cho nên là bây giờ hai vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng nhé. Là anh chồng thì của cô chờ này bảo với cả cô ấy là nhưng mà từ bé đến giờ anh chẳng làm việc nhà gì. Thì cô này cũng vội vã bảo với cả chồng là không sao, chúng mình sẽ cùng cố gắng. Và một năm đầu sau khi kết hôn thì cô chờ này cô ấy gọi là cô ấy đặt ra được những cái quy luật đấy, ví dụ như cô ấy là người nấu cơm thì anh ấy phải là người rửa bát. Và ngay từ thời điểm mới cưới đã đặt ra những cái yêu cầu như thế đấy. Hoặc là khi mà cái cô chờ này tự nhiên mệt mỏi quá đến ngày đấy thì anh chồng này phải tự biết ý là làm việc nhà nhiều hơn đấy. Và dần dần thì anh chồng dần dần chấp nhận những cái quy luật của cô ấy đấy. Và bây giờ thì hai người họ chia sẻ việc nhà rất là ăn ý với nhau đấy. Và tất cả mọi thứ này, ghi nhớ là tất cả mọi thứ thì được khởi tạo nên rất là rõ rệt ở trong một năm đầu sau khi kết hôn. Bởi vì đây là thời điểm để chúng ta có thể đưa ra những quy luật để chúng ta có thể thay đổi cách sống. Bởi vì hôn nhân ấy nó cũng là một điều cực kỳ mới mẻ với một người đàn ông cũng như với một người phụ nữ. Trước đấy thì anh ấy chỉ sống với gia đình, chỉ sống với mẹ mình nên là anh ấy không biết được việc phải chia sẻ với vợ như thế nào. Thế còn cô vợ ấy thì cũng không được ai dạy về kết hôn. Đấy, và chỉ nhìn tấm gương của mẹ mình hoặc là bà mình. Thế thì những cái tấm gương mà ví dụ như từ thời phong kiến đấy thì mọi người cứ nghĩ là phụ nữ là phải hy sinh, phải làm hết tất cả.
Đấy thì khi mà trong một năm đầu phụ nữ cứ hy sinh, cứ làm như thế thì mình vô hình là mình đã rèn luyện, tạo nên một người chồng lười biếng, tạo nên một người chồng không vô tâm, không quan tâm tới gia đình. Thế cho nên là một năm đầu tiên là một năm quyết định cực kỳ quan trọng để chúng ta đặt ra được những cái quy luật mà san sẻ việc nhà này, hay là những quy luật về việc là cãi nhau phải làm như thế nào. Thì trong thời điểm này này, phụ nữ cần phải nhìn ra những cái điều mà mình cần. Đấy, đừng có nhẫn nhịn quá nhiều thì dần dần dẫn đến cái lối mòn, thì người chồng tự nhiên cứ khẳng định là đấy, vợ thì mặc nhiên phải làm việc nhà, vợ cứ mặc nhiên phải là người chạy theo hy sinh. Đấy, trong thời điểm một năm đầu tiên thì người vợ phải là người cực kỳ rõ ràng về điều mình muốn. Và tôi cũng nhớ ra một câu chuyện là khi mà tôi còn đi học ở nước Anh, khi mà tôi học MBA, thì ở trong tiết học đầu tiên của buổi học đầu tiên, người giáo sư dạy tiết học đó, người giáo sư dạy môn học đó, và cũng là người giáo sư mà phụ trách cả cái chương trình MBA của chúng tôi, ngay ở thời điểm đầu tiên của tiết học đầu tiên, việc đầu tiên mà ông ấy làm đó là ông ấy đưa ra tiếng Anh gọi là ground rule và tiếng Việt gọi là những luật để bắt đầu. Và ông ấy ngay từ đầu ông ấy đề ra ngay luật. Đấy, luật là tất cả mọi người phải giơ tay phát biểu nhất một lần ở trong tiết học của ông ấy. Luật là tất cả mọi người sẽ cần phải làm bài tập về nhà, nếu ai không làm bài tập về nhà thì sẽ bị phạt này thế kia. Đấy, và thực sự ấy là tôi cảm thấy cái việc mà đưa ra cái luật đấy ngay từ đầu ấy khiến cho mọi người cực kỳ tin tưởng và cực kỳ, tức là họ làm theo mà không băn khoăn. Đấy, chứ không phải là để tiêm nhiễm cái thói quen xấu một thời gian rồi lúc đấy mới đưa ra luật, nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Luôn luôn đưa ra những quy luật ngay từ thời điểm đầu tiên, luôn luôn đưa ra những điều nói những điều mình mong muốn từ thời điểm đầu tiên thì điều đó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và hãy bình luận ngay dưới này, những người vợ mà mới lấy chồng hoặc là những người mà mới yêu, hãy bình luận ngay dưới này dòng chữ là tôi đưa ra những quy luật rõ ràng trong thời điểm đầu tiên. Tôi đưa ra những quy luật rõ ràng trong thời điểm đầu tiên. Và cái thời điểm đầu tiên này nó có thể là một tuần, một tháng, một năm, hay là 2 năm, 3 năm, 4 năm. Nhưng mà trung bình ấy, đối với những cái mối quan hệ mà tôi đã tư vấn thì tôi thấy khoảng thời gian vàng để có thể đặt ra những quy luật đó là 1 năm đầu tiên. Vậy thì hãy tập trung vào thời điểm 1 năm đầu tiên này để tạo ra những quy luật về giao tiếp, quy luật về san sẻ việc nhà, những quy luật về mối quan hệ giữa bạn với cả chồng của bạn. Và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu để ủng hộ những cái clip mà tôi chia sẻ. Thế bởi vì để làm những video clip như thế này thì thực sự là bây giờ là 6 giờ tối. Đấy, và tôi cũng không có ai trông giúp con gái của mình, mà tôi vẫn đang ở đây đứng trước máy quay để quay video clip này để phục vụ các bạn. Vì vậy hãy hỗ trợ cho tôi, hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu. Và khi bạn đăng ký, bạn sẽ nhìn thấy có một quả chuông màu xanh, thì hãy bật quả chuông màu xanh đó lên để bạn có thể thường xuyên nhận được những chia sẻ có giá trị của tôi. Và tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện rất là thật về cuộc hôn nhân của tôi, về những cái khách hàng đương nhiên là giấu tên và họ đã đồng ý, về những câu chuyện của họ. Và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Bye bye.